Xin chào các bạn và các anh chị, chào mừng các bạn và các anh chị quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lên các bạn các anh chị thêm một món ăn làm từ tôm nữa. Hôm nay mình sẽ làm món tôm sốt me. Thì để làm món tôm sốt me, trước hết ở đây mình sử dụng là nửa ký tôm. Tôm này thì mình sử dụng cái loại tôm nào cũng được luôn nha. Và mình sử dụng đây là 50g me, nửa củ hành trắng và khoảng là 2-3 tép tỏi nha. À, để làm cái phần này thì trước hết đến đây mình để ngâm me trước nha. Me này thì mình sẽ ngâm với nước sôi để cho nó mau mềm nha. Mình cho đây khoảng là 80ml nước vào trong đây để mình ngâm cái phần nước me. Mình ngâm me này khoảng là 15 phút là cái me này nó mềm rồi đó. Thì mình sẽ lấy ra ha, mình rây ra để mình lấy cái phần nước me. Rồi sau đó thì mình làm tôm nha. Tôm đây thì mình sẽ cắt cái phần đầu bớt nè. Tôm này thì có nhiều cách để các bạn các anh chị mình lấy chỉ lắm. Mình có thể là mình trực tiếp mình mổ như thế này nè để mình lấy cái phần chỉ tôm cũng được luôn nha. Hoặc là hai là bạn các bạn thấy lấy cái tâm á, cái tâm để mình lấy cái phần chỉ tôm này, cái tâm rồi mình vô phần cái lóng tôm nè, rồi mình lấy cái chỉ tôm ra nhé. Không cần cắt hết con tôm, mình cắt gì khoảng chừng 2 lóng tôm là được rồi ha. 2-3 lóng tôm là mình lấy cái phần chỉ này ra được rồi nè. Mình làm xong rồi có để thể đem đi rửa sạch và mình để cho nó ráo nước đặng hồi mình chiên lên cái phần tôm này nó không có bị văng nữa dầu nha. Hành này thì mình sẽ sắc mình băm nhuyễn luôn nha. Đây mình sẽ bắt chảo dầu đây nè, nó cho nó nóng lên thiệt là nóng và mình sẽ cho tôm vào mình chiên sơ nha. Mình chiên tầm khoảng là từ 1 đến 2 phút thôi. Dầu đây đã nóng rồi nè, mình cho tôm vào mình chiên. Dầu phải nóng thiệt nóng nha các anh chị. Mình sẽ cho chiên tôm này 2 lần nha. Một lần mình sẽ chiên cho nó khoảng 2 phút như thế này. Cho nó dầu nó nóng. Mình chiên lần đầu như thế này là để cho tôm bên trong nó chín nè. Đây các bạn thấy là tôm nó chín rồi nè. Thì mình sẽ vớt ra nha. Sau khi tôm mình để đây nó nguội tầm khoảng là 3-4 phút rồi đó ha.
Cơm mình nó đã nguội như thế này rồi, mình bắt đầu mình chiên lại lần nữa nha. Còn một là các bạn các anh chị có thể mình chiên một lần, tại mình thích chiên hai lần để cho cái phần vỏ nó được giòn. Mình lần thứ hai này thì mình sẽ bắt dầu cho nó sôi, thiệt là sôi nó nóng lên thật nóng, khoảng là hơn 100 độ trở lên thì mình mới cho tôm vào nhé. Cơm dầu đã nóng rồi, cô làm như thế này mình tắt bếp liền nhé, mình tắt bếp, tại vì cái phần dầu nóng nó nóng được luôn á. Thì đây là khoảng là mình để khoảng là 140 gì dầu á, nó nóng thì là nóng như thế này, mình chiên để mình lấy cái phần độ giòn của cái vỏ á. Thì mình sau khi mình bỏ vô đây tầm khoảng là 30-40 giây thì mình sẽ cắt cái phần bếp này nha. Và nếu các anh chị thích mà mình chiên giòn nữa thì mình có thể là mình để bếp mình chiên tầm khoảng là thêm ở đây là tầm khoảng là 1 phút 1-2 phút nữa cho cái phần vỏ tôm này nó được dày, nó được giòn nè. Thế mà mình tắt bếp ở đây cái nhiệt độ nó lên nãy đó, mình để cho nhiệt độ nó lên khoảng là hơn, nó nóng lắm, nhiệt độ khi mình tắt bếp mà nó còn sôi như thế này là chứng tỏ là cái nhiệt độ này nó rất là cao nè. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái phần tôm ra nha, mình đảo đều đây nè. Cái vỏ tôm này các bạn các anh chị thấy là nó giòn rồi nè, mình có thể là mình chiên một lần cũng được, tại vì mình thích giòn nên mình chiên hai lần á. Tiếp tục ở đây thì mình sẽ làm cái phần xốp me, mình lấy phần dầu nãy mình chiên mình cho vào trong đây một ít nè. Dầu sôi lên là mình sẽ cho cái phần hành tây với cái phần hồi nãy tỏi á, nãy mình băm á. Có thích ăn gừng thì các anh chị cho thêm một ít gừng vào trong đây luôn ha. Cháy cho nó thơm luôn nha, nó vàng nó thơm luôn. Đây đã vàng thơm rồi, mình sẽ cho cái nước sốt me vào. Khi mình cho nước sốt me vào mình vặn cái lửa nhỏ lại nha. Hành đã thơm rồi á thì mình sẽ cho cái phần đường vào. Đường nãy mình sử dụng nửa chén me thì mình sẽ cho tầm khoảng vào. Đây là khoảng là muỗng cơm á, mình sử dụng 3 khoảng 4 muỗng đường. Mình sẽ làm cho cái phần nước sốt này nó có vị là chua chua ngọt ngọt. Mình sẽ cho đường vào từ từ nha. Khi mà đường cho đường vào cho nó tan, mình sẽ cho phần muối vào. Đây mình không cho nước mắm mà mình cho muối nha các anh chị. Mình sẽ cho trước ở đây một muỗng cà phê muối vào nha. Mình vẫn bắt cái lửa nhỏ để mình nấu nha. Khi đường và muối tan rồi mình sẽ ở đây mình thử nha, mình thử cái sốt này coi nó vừa ăn hay chưa nhé. Đối với mình ăn thích cái vị nó chua chua ngọt ngọt thì mình sẽ cho khoảng là 3 muỗng đường vậy là được. Đây là mình cho khoảng muỗng cà phê lớn đó, nó cho khoảng là 30g. Thì các anh chị cho khoảng 3 trong vòng 30g hay 40g gì á, thì thích ăn ngọt thì mình tăng cái lượng đường lên 40, thì mình thấy cảm thấy nó vừa cái độ ngọt của mình rồi thôi thì mình sẽ không cho nữa nhé.
mình nấu cho cái phần nước sốt này nó hơi sệt lại chút xíu nha. Khi mình nấu cái nước sốt này nó sệt như thế này nè, mình để nguội nó còn sệt thêm nữa, nó sệt như lại là vừa đó, thì mình sẽ tắt bếp. Và mình bắt đầu là mình cho từ từ tôm vào mình lăn nha, mình sẽ lăn vào tôm vào trong đây luôn. Đây như thế này nè anh chị, độ sệt của nó, mình lăn tôm này cho nó thấm đều luôn à. Mình cho từ từ nha, mình cho nhiều quá tôm nó không có thấm nước sốt nhiều á, nó không ngon. Cho nên mình đây mình sẽ lăn cái phần tôm này nó từ từ nè, rồi mình gấp ra dĩa nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gấp tôm ra nha. Và ở đây là sau khi mà mình đã sốt cái phần me xong rồi nè các bạn các anh chị, tôm ở bên trong nó giòn và nó dính cái phần sốt me rất là ngon nha. Như thế là mình đã làm xong cái món tôm sốt me ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.